Kim Ngân chào các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để luôn nhận được video mới nhất. Người Do Thái cho rằng trong xã hội này nếu không có tiền sẽ không có địa vị. Vì vậy, muốn đạt được danh vọng, được người người tôn trọng thì phải tìm cách tích lũy tài sản của mình. Đó là cách nhanh nhất. Tuy nhiên, người Do Thái không ủng hộ việc tiết kiệm để trở nên giàu có. Họ cho rằng tiền tiết kiệm là tiền chết. Đồng tiền nên được làm việc và sinh ra lợi nhuận. Sau đây là 6 tư duy kiếm tiền thành công của các tỷ phú người Do Thái giúp bạn làm giàu nhanh hơn. Thứ nhất, học đầu tư tài chính, dù có tiền dư giả cũng không nên để nó nhàn hạ đến nửa năm. Người Do Thái có một câu tục ngữ rằng, dù có tiền dư giả cũng không nên để nó nhàn hạ đến nửa năm. Mặc dù có rất nhiều người Do Thái giàu làm việc trong ngành tài chính hoặc đang là chủ nhiều ngân hàng nổi tiếng quốc tế, nhưng họ không thích gửi tiền vào ngân hàng giống như những dân tộc khác. Họ thích dùng tiền để kiếm tiền, nghĩa là dùng tiền của mình để đầu tư vào các hoạt động tài chính. Người Do Thái khuyên rằng, nếu muốn tiền đẻ ra tiền thì phải chú ý đến 3 điểm sau. Khéo phân tích tình hình thị trường, đầu tư đồng tiền vào nhiều hạng mục có nhiều lãi nhất. Người Do Thái rất giỏi tính toán, gửi tiền ngân hàng mỗi năm chỉ có lãi suất không quá 10%, còn mỗi vụ đầu tư có thể lãi từ 10%. Một năm quay vòng 4 lần sẽ có lãi suất 40% một năm. Nếu đầu tư vào những hạng mục thích hợp hơn, lãi suất có thể lớn hơn, đạt đến mức 100% một năm. Tăng tốc độ quay vòng đồng tiền. Vốn liếng đầu tư luôn có hạn, tìm cách quay vòng đồng tiền thật nhanh là phương pháp hữu hiệu nhất. Biết cách đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa rủi ro. Làm ăn thì phải có nguyên tắc, hợp đồng chặt chẽ và cứ theo đó mà thực hiện. Khi cần thiết, họ còn có yêu cầu của các đối tác phải đảm bảo của ngân hàng hoặc có tài sản thế chấp. Như vậy sẽ hạn chế tối đa rủi ro và không bị mắc lừa, tuyệt đối không vì hám lợi mà bỏ qua các quy tắc an toàn. Thứ hai, kiếm tiền bằng cách mà người khác không thể nghĩ ra. Trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều người nghèo thường than phiền như thế này. Tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn làm giàu, nhưng không có cách nào để kiếm tiền, không có cách nào để làm giàu cả. Thấy người ta kinh doanh phát đạt, tôi cũng đã bắt chước theo, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Thật ra, không phải là họ không có cách, mà là họ không chịu nghiêm túc suy nghĩ mà thôi. Chuyên gia thành công Napoleon Hill đã nói, sáng tạo chính là sự giàu có. Nếu bạn muốn giàu có, hãy ngồi lại và suy nghĩ về nó, xem liệu bạn có thể nghĩ ra vài ý tưởng kiếm tiền tuyệt vời nào không? Nếu bạn không có ý tưởng hay, thì chỉ cần thuận theo dòng chảy tự nhiên để kiếm tiền là được rồi. Nhưng nếu bạn muốn thực sự giàu có, thì bạn nhất định phải may mắn, và trước khi may mắn xảy đến, thì bạn cần phải có một ý tưởng sáng tạo. Thứ ba, người giàu tin rằng người khác làm được thì mình cũng làm được. Loại tâm thái này của người giàu thật ra rất bình dị, chẳng có gì là quá cao siêu, nhưng lại có rất ít người nghèo thực sự hiểu và duy trì được nó. Những người nghèo bởi vì địa vị xã hội thấp kém của mình mà luôn cảm thấy xấu hổ, tự ti. Họ muốn giàu có như những người giàu có, nhưng trong thầm tâm họ lại không tin rằng mình có thể làm được điều đó. Giống như câu chuyện con voi và cái cọc vậy. Có một chàng thanh niên đi đến rạp xiếc để ngắm những con thú. Bất ngờ anh nhìn thấy một con voi to khỏe bị buộc chặt vào một cái cọc gỗ nhỏ. Rõ ràng là con voi đủ khỏe để nhổ bật cái cọc và trốn thoát bất cứ lúc nào một cách dễ dàng. Anh bèn hỏi người dạy thú, sao ông buộc con voi to khỏe với một chiếc cọc nhỏ thế kia? Không sợ nó lồng lên và chạy mất sao? Nó sẽ không chạy mất đâu, người dạy thú đáp. Ông có chắc không? Sao lại có thể như thế được? Người thanh niên tiếp tục thắc mắc. Lúc này người dạy thú mới giải thích. Cách đây nhiều năm, lúc mới vào rạp xiếc, nó chỉ là một chú voi con. Lúc ấy nó bị buộc bằng một sợi xích lớn và một cái cọc sắt để giữ cho nó không thể bật ra. Sau một thời gian cố gắng chạy thoát nhưng không được, nó đã bỏ cuộc. Đến giờ nó vẫn nghĩ rằng nó không đủ sức để trốn thoát. Có thể thấy, niềm tin là thứ rất quan trọng. Niềm tin của bạn chính là chiếc chìa khóa lồng sắt giam cầm bạn. Bạn có quyền lựa chọn dùng nó để mở cửa hoặc không. Vì thế, nếu bạn không hài lòng với hiện trạng của mình, thì hãy bắt tay vào và thay đổi nó. Hãy tin rằng những gì người khác làm được thì bạn cũng có thể làm được.
Thứ tư, gan phải to nhưng đồng thời cũng phải thận trọng. Rất nhiều người có tham vọng to lớn, muốn trở thành người giàu hoặc muốn tập trung kiếm tiền, nhưng họ lại thích chạy theo đám đông một cách mù quáng. Những người giàu chân chính thì ngược lại. Họ luôn có những phương pháp độc đáo của riêng mình. Họ không đại trà, không chạy theo đám đông. Họ nghiêm túc suy nghĩ, táo bạo nhưng cũng thận trọng. Họ hiểu rõ chính mình. Vì thế, họ luôn lựa chọn cho mình một con đường mà bản thân thật sự đam mê. Có vẻ như chưa từng có ai đi trước dẫn đường. Nó có rủi ro nhưng cũng sẽ có quả ngọt mà không một ai có thể nếm được ngoại trừ họ. Mỗi người đều có những sở thích khác nhau. Nếu một người quan tâm đến một dự án nào đó, anh ta sẽ chú ý đến nó nhiều hơn những người bình thường. Càng sẽ sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho nó. Từ đó, kết quả đạt được cũng tăng lên gấp bội. Vì vậy, khi bạn quyết định khởi nghiệp và thực hiện một dự án, trước tiên hãy tìm ra thứ mà mình yêu thích. Sau đó tiếp tục khai thác các lợi nhuận của nó. Như vậy, khả năng thành công của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều. Thứ năm, dù có nghèo cỡ nào cũng phải chen vào đứng giữa đám nhà giàu. Tuy người Do Thái chủ trương giàu có, nhưng họ không bao giờ coi thường người nghèo. Hơn nữa, họ còn sẵn sàng giúp đỡ người nghèo và rất quan tâm đến việc từ thiện. Đó là tiền đề của việc trở nên giàu có. Nghĩa là người giàu vẫn có thể gần gũi với người nghèo và giúp đỡ người nghèo. Nhưng người Do Thái cho rằng người nghèo cũng cần phải tự nỗ lực để nhảy ra khỏi vòng tù túng của chính họ. Họ cần tranh thủ cơ hội để kết giao với những người giàu có, cố gắng chen vào đứng giữa đám nhà giàu. Nếu người nghèo có thể đứng chung với những người giàu thì sẽ có rất nhiều lợi ích. Lợi ích lớn nhất đó là có thể trao dồi tư duy làm giàu của bạn. Cho nên dù bạn có cảm thấy nhục nhã hay bị người khác xem thường thì cũng đừng để ở trong lòng. Tốt nhất nên mặt dày một chút, thứ bạn đạt được nhất định sẽ nhiều hơn những gì bạn đã hy sinh. Thứ sáu, biết tiêu tiền mới biết kiếm tiền. Người Do Thái không tiếc tiền chi tiêu vào việc ăn uống để đảm bảo sức khỏe, uống thuốc chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, xe cộ, mua sách cho con cái học hành. Họ quan niệm đánh bạc vừa mất tiền vừa mất thời gian kiếm tiền. Những kẻ đánh bạc thì không thể kinh doanh buôn bán. Người Do Thái đại kỵ kinh doanh theo kiểu đánh bạc, được ăn cả ngã về không. Chỉ cần một lần thất bại, mọi công lao đổ cả xuống sông xuống bể. Kinh doanh là sự tích lũy lâu dài, không phải là một vài tháng mà giàu có. Người Do Thái quan niệm việc tiêu tiền nhất định phải tiêu, nhưng đừng hiểu lầm việc tiêu tiền vào những việc hoang phí và vô bổ. Lời khuyên ở đây là tiêu tiền đúng chỗ, đúng lúc thì mới có thể đẻ ra tiền. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký và nghe trọn bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất tại địa chỉ usbsach.com, nhà mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.